Tôi là Đinh Đoàn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Đêm Muộn phiên bản YouTube. Chủ đề chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay đó là tình dục ẩn danh. Không biết các bạn có quan tâm đến chủ đề này không? Nhưng mà tôi thì nghĩ rằng đây là một chủ đề mà được cần phải chia sẻ, đặc biệt là có tính chất cảnh báo với các bạn trẻ. Trước hết nói về tình dục ẩn danh thì bản thân chữ ẩn danh nó cũng đã nói lên nhiều điều. Danh là danh tính không chỉ là cái tên mà là danh tính. Ẩn là gì ạ? Là không rõ ràng, không cho người khác biết. Đây là chỉ những trường hợp những người đàn ông, những người phụ nữ, những bạn trai, bạn gái lên trên mạng xã hội lập những cái trang Facebook ảo. Kể cả cái danh mục bạn bè của anh ta, của cô ta cũng để ở chế độ mà người khác không biết được. Thế cho nên là chỉ khi làm cái chat với nhau, nhắn tin với nhau thì bạn mới biết đấy là người như thế thôi. Và tất cả những thông tin gì về người đó thì đều do người đó khai, người ta chia sẻ. Và mình thì nghĩ vậy thôi, chứ còn mình không biết đúng hay sai. Và đấy, trường hợp như vậy thì người ta gọi là ẩn danh. Cái gì mà đã ẩn, cái gì mà đã mập mờ, cái gì mà đã không rõ đều mang tính chất không trong sáng. Không trong sáng có nghĩa là mang tính chất lừa đảo. Một người quang minh chính đại, một người thật thà, ví dụ tôi là Đinh Đoàn, Facebook tôi là Đinh Đoàn, và tôi để cái mặt tôi là Đinh Đoàn, trong đó tôi biết rằng là cơ quan tôi làm ở đây, tôi có quan hệ với người này, trước đây tôi học ở trường này, vân vân. Đấy là những thông tin cần thiết. Bất cứ một ai đó lên trên mạng xã hội, nó là một cái chợ. Và chúng ta muốn tìm một ai đó, chúng ta cũng phải không chỉ có dựa vào cái tên, cái ảnh, chúng ta cũng phải vào cái trang của họ tìm hiểu sâu kỹ hơn. À, người này hoạt động thế này và người ta cập nhật thông tin khá thường xuyên ở trên cái kênh hay cái trang của người ta, để chúng ta có đảm bảo sự tin cậy. Thế còn thì một người mà đã giấu hết, giấu kín thì chỉ nhằm mục đích không trong sáng. Và ở đây thì có nhiều cái thứ không trong sáng, có thể lừa tình, có thể lừa tiền, rồi có thể quấy phá, quấy rối. Nhưng mà ở đây trong chủ đề này thì tôi muốn nói đến cái lừa tình. Thế cho nên chủ đề của chúng ta mới là tình dục ẩn danh. Mục đích là để xâm hại, mục đích để gạ tình, mục đích là để quấy rối người kia về mặt tình dục, hoặc là xâm hại, lợi dụng về mặt tình dục, thỏa mãn những cái nhu cầu tình dục quái đản của mình. Ví dụ như có những anh mắc bệnh khẩu dâm, tức là thích nói bậy. Thế khi chat chít với người bên kia là anh ta nói văng ra những cái từ mà nó rất là ta cứ gọi là thô tục, trần trụi, để được thỏa mãn cái nhu cầu của anh ta. Hoặc là anh ta lại có cái chứng bệnh là thích thị dâm, tức là thích nhìn trộm, nhìn bộ phận sinh dục, thì anh ta cũng sẽ rất có thể là gạ gẫm người kia, gửi ảnh nóng, thậm chí là quay clip cho anh xem một tí, anh thế nào thế kia đấy. Một ngày nào đó có thể là anh ta sẽ có những cái hành vi mà nó leo thang hơn để liên quan tới tình dục. Cái tình dục ẩn danh này thì chúng ta rất là khó để khẳng định rằng là ở phụ nữ nhiều hơn hay ở nam giới nhiều hơn, nhưng ở cả hai giới đều có. Là nam giới thì chúng ta dễ hiểu rồi, thế nhưng mà phụ nữ cũng không phải là không có. Có những chị lớn tuổi, chồng đi công tác xa, chị cũng khát tình, chị cũng lập một cái Facebook giả và để avatar là một cô gái trẻ để thu hút những bạn trai trẻ vào kết bạn rồi chat chít. Ít nhất buổi tối mà nói chuyện với trai trẻ xong rồi nói chuyện liên quan đến tình dục, nó cũng nguôi ngoai phần nào những cái thèm khát nhớ chồng của chị ấy, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là cả nam cả nữ đều có thể có cái tình dục ẩn danh. Nếu một cái anh mà có tình dục ẩn danh lại gặp một chị cũng ẩn danh tình dục, thì gặp nhau thì thôi cũng được, nương tựa vào nhau. Một bên anh khát tình thì lừa một chị tình anh khác, hai chị cứ thế mà bù đắp cho nhau, thì tôi nghĩ rằng nó không có gì cả. Nhưng mà sợ nhất là đối tượng khi người ta ẩn danh, mình thì đường đường chính chính, mình thì ngẫu nhiên thôi, mình chẳng may mình thấy người ta đòi kết bạn thì mình cũng bấm ok, thế là nó thành bạn. Thế rồi sau này cứ chat chít với nhau, mình cũng biết rằng là ôi hóa ra người này mình chả biết ở đâu, chả biết tên thật là gì, chả biết là ra làm sao cả. Thế mà tối nào cũng nhắn tin, cũng em ơi thế nọ thế kia. Thế thì nghĩ rằng là chúng ta có thể mắc sai lầm, nhưng chúng ta không nên duy trì cái sự sai lầm đến lâu dài được. Chúng ta phải có cách gì ạ? Dừng lại hoặc là
chạy thoát. Nếu như chúng ta đã chót kết bạn hoặc là làm quen với một người ẩn danh thì rồi sớm muộn họ cũng lộ ra những cái động cơ thật của họ. Để ứng phó với những trường hợp mà có người tình dục ẩn danh thì chúng ta phải lưu ý rằng khi kết bạn với người tình dục ẩn danh rồi sớm muộn rồi người ta cũng lộ ra chân tướng thật, có thể gạ gẫm nói lời thô tục hoặc là yêu cầu mình gửi những cái ảnh nóng, hoặc là anh ta hay là cô ta gửi cho mình những cái ảnh nóng, thậm chí là có những hành động gạ gẫm để được cởi đồ chẳng hạn. Thế thì mình biết rồi mà mình không thích điều đó thì chúng ta hãy nhớ chúng ta hoàn toàn có thể dừng ngay lại. Việc đầu tiên, hãy cảnh báo anh nói chuyện nghiêm túc, em không có cái nhu cầu ấy, hay là anh tìm nhu cầu ấy không đúng chỗ rồi, em không muốn cái chuyện đó. Nếu anh còn tiếp tục điều A điều B thì em sẽ khóa hay em chặn. Ví dụ như thế, mình cũng không nên chửi người ta té tát, bởi vì khi mình làm xúc phạm ai đó, người ta tức lên là ta rất dễ trả thù. Đã có những cô gái mà gọi là có những lời nó quá lời đối với cái đối tượng ẩn danh ấy. Sau đấy là mình cứ lập Facebook nào chui vào cũng chửi, cũng để lại những lời comment rất là tệ hại, và đến nỗi mà cô gái đó phải xóa luôn Facebook, khóa luôn Facebook của mình. Thế thì hãy lưu ý ở trên mạng xã hội cũng cần có những ứng xử văn hóa. Cảnh báo, em không thích, không đúng đối tượng. Nếu anh không nói chuyện nghiêm túc thì em có thể dừng để chặn, để cảnh báo thế. Thế còn nếu như người ta xin lỗi và người ta thấy rằng đây là đối tượng rắn, không gạ gẫm được gì đâu thì tự người ta sẽ rút. Thế còn nếu người ta cứ lằng nhằng nữa thì chúng ta cảnh báo lần một và lần thứ hai chúng ta hoàn toàn có thể chặn để khóa được, đúng không ạ? Thế còn nếu như họ có cái hành vi tệ hơn là gửi ảnh khỏa thân kèm với những lời đe dọa, những lời gạ gẫm, những lời đe dọa chẳng hạn như là anh đã nhìn thấy em khỏa thân rồi nhá, cái ảnh của em nó ảnh nóng thì anh sẽ post lên trên mạng để cho cả thế giới biết chẳng hạn. Chúng ta hãy chụp lại màn hình, chúng ta hãy lưu lại những tin nhắn mà người ta đã mang tính chất đe dọa mình, để chúng ta làm sao ạ? Nếu trong trường hợp chúng ta bị đe dọa, bị tống tình, bị tống tiền hay là gì đó, chúng ta còn nhờ an ninh mạng người ta hỗ trợ mình. Mà nhờ an ninh mạng thì chúng ta không chỉ nói miệng được, chúng ta phải có bằng chứng. Đây, người ta đã nhắn tin cho em này, người ta đe dọa em thế này, em đã có đoạn ghi âm thế này, em đã có những tin nhắn này, chúng ta sao lưu lại. Tránh trường hợp nhiều bạn cuống cuồng sợ quá, cái gì cũng xóa sạch ở trong tay chúng ta, không có bất cứ một bằng chứng nào. Trước cơ quan pháp luật, người ta trọng những cái bằng chứng hơn là những lời kể của chúng ta. Nếu các bạn mà còn mong muốn thiết tha được chia sẻ kỹ hơn, đặc biệt là giải đáp những cái tình huống mà cụ thể của mình hay của người thân hay của bạn bè mình gặp phải, hãy để lại tin nhắn hoặc là comment dưới chương trình này. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với các bạn để giúp đỡ các bạn.